Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 9, 2, 1, 9, 5, 2, 4, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 5, 6, 4, 9, 0, 6, 8, 2, 6. Giải 5, các vé tận cùng mang số 2, 9, 6, 7, 8, 4, 0, 7, 0, 4, 7, 2, 8, 0, 8, 7, 2, 1, 4, 2, 0, 2, 5, 4. Giải 4, các vé tận cùng mang số 9, 8, 9, 8, 3, 5, 6, 6, 9, 5, 7, 6, 3, 5, 2, 3. Giải 3, các vé tận cùng mang số 9, 4, 8, 1, 7, 4, 6, 8, 4, 2, 8, 0, 9, 3, 7, 9, 3, 4, 3, 1, 8, 4, 0, 3, 8, 6, 8, 6, 2, 3. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 9, 4, 6, 9, 7, 5, 4, 9, 4, 8. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 2, 8, 2, 6, 1. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 4, 3, 1, 0, 4. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 11, I, T, 13, I, T, 4, I, T, 6, I, T, 7, I, T, 9, I, T.